Trong video post bài phỏng vấn sau trận đấu của tiền vệ Lương Xuân Trường trên trang Facebook của AFC, cổ động viên Hagin Wickerson từ Malaysia nhận xét Việt Nam thi đấu như những nhà vô địch, các bạn đã làm nên lịch sử sau mỗi trận đấu trôi qua. Cổ động viên Anwar Nustarov từ Uzbekistan khẳng định fan hâm mộ bóng đá Uzbekistan và Việt Nam đã trở thành bạn của nhau và đã đạt được nhiều điều quý báu sau trận đấu này. Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, rất nhiều người dân nước ngoài sinh sống ở Việt Nam đã ghi lại những hình ảnh sôi động của đường phố mọi vùng miền Tổ quốc ngay h... ngày hôm qua trước và sau khi trận đấu kết thúc. Trên tài khoản Twitter của báo Fox Sports Asia, hình ảnh của những cổ động viên Việt Nam tại khán đài cũng được tôn vinh bên cạnh các cầu thủ của chúng ta. Mạng xã hội Reddit cũng bàn luận sôi nổi về trận đấu giữa Việt Nam và Uzbekistan. Tài khoản Brownies and Puppies đã khen ngợi khả năng phòng thủ vững chắc của Việt Nam xuyên suốt giải đấu và cho rằng chúng ta có cơ hội chiến thắng rõ ràng. Nếu trận đấu bước đến loạt penalty cân não, tài khoản Den Den đã khen ngợi các cổ động viên việt nam vì đã ủng hộ đội nhà xuyên suốt trận đấu bất chấp điều kiện thời tiết rất xấu